kinh khủng các bạn. Đây con rô phi cho em gầu to dã man này. Hello, chào năm trăm anh em quay trở lại với channel của mình nhá. Đây là cái cắm viên các bác hay hỏi này, đây cái bao của nó các bạn này. Đó. Thì cái bao này nó là 410.000 một bao bác nhé. Lấy các bác xem hạt này. Đây này, 410.000 một cái bao này cơ. Đó. Quay cho các bác xem cái mẫu mã hình ảnh rồi. Lọ em có chụp lên Facebook cho các bác xem thì các bác bảo nó hơi nhiều lát nhìn không rõ. Và đây nó chả ghi là cái cám gì nhỉ. Để em để thức ăn cho cá rô phi và rêu hồng này các bác này. Đó, trộn cái này với mấy bài ủ chua của em mình đi đánh toàn đánh hay được trôi. Hay được trôi mấy chấm cỏ này. Các bạn này. Nói chung là nó chẳng có cái tên gì nữa. Nó chỉ ghi thức ăn cho cá rô phi và rêu hồng thôi. Thế bây giờ em lấy ra em đập em trộn mấy mùi ủ chua của em đi đánh ổ. Em sẽ đập cái phần này ra, cái phần này thì em sẽ cho vào phần ninh bó mồi của em, còn ổ thì em sẽ thả trực tiếp bằng mồi ổ để dụ cá. Có cái này vào thì cá khi mình thả ổ bằng mồi chua thì cá sẽ vào, cá nó vào nó thấy cái mồi này nó đập ngay các bạn. Cái này câu rất là hay. Hạt này nó cứng, hạt này nó cứng mà nó nổi. Cái này mà nó em có thả xuống nước ấy để xem mà nó bao lâu chìm, nó phải 4-5 tiếng thì em ra nó vẫn còn nổi. Bóp mấy mồi ủ của mình câu là tuyệt vời luôn đấy. Đó, độc nhuyễn nó này các bác nhé. Đây cho vào cái phần là mồi ủ. Cái hàng nó cứng thật đấy, không biết nó cô từ cái gì ra. Một cái bao này 25 cân mà nó hơn 400.000. Mỗi lần đi câu thì cũng chỉ cần cho mấy ít thôi các bạn, câu nhẹ nó tốn tiền hết ạ. Này mua thì các bác ra người ta tiệm đồ ăn cho cá này người ta có bán đầy. Ok, đồ cuốn này nó bục mất rồi. Bục mất rồi. Để cái phần mồi ủ em để bóp mồi bác nhìn nó cứng mà tảo lắm. Bóp bằng luôn chứ không là với bột mì đâu. Cái này thằng em nó làm chứ không phải là em làm cái quả mùi này. Nó làm em hết mùi em xin nó, mà không nhận được thằng nó làm chuẩn lắm. Mùi rất là chua. Dẻo nó câu ngay được chứ không phải với mồi. Có tuyệt vời. Bục mất lỗ con trong quà ăn bớt ở ngoài chuột nó phấn bục rồi. Rồi bây giờ thay cái túi mới. Thì thay vào cái túi này thôi. Ok, bỏ cái này tí là mình bỏ mồi đậu bường. Bây giờ này em sẽ lấy cái phần mồi ủ chua này, ủ chua không này em sẽ thẩu bằng mồi này bác nhé. Rồi đến điểm câu này các bác này, thì qua sau bao nhiêu lần hụt thì hôm nay em chơi quả móng ngựa các bác nhé. Rồi, mới mua quả móng ngựa 12 tứ này đánh cho nó chất
qua lúc nào qua mà khoảng lên 2 tuần này em đánh chuyên ra bị xịt nên lưỡi lưỡi xịt đau quá. Cái này cho kia mua quả móng ngựa này, móc cho nó kinh khủng này, để hai đóng cho nó sâu quá này, lưỡi xịt này, lưỡi này em mua 100.000 một lưỡi đó bác thấy chưa. Người ta cần thầu đóng cá thôi. Đấy rồi đấy, quả mồi nó khô rồi anh em, bỏ ra và ném xuống thôi. Đi câu lục mà các bác không đánh hổ thì cá nó vào lâu lắm, nếu chỉ đánh bóng mồi thì kiểu là nó bao phải giật khoảng 2 tiếng rồi thì bắt đầu mới thấy có cá vào. Vào nhiều ấy, còn em nói không nói là kiểu như 1-2 con không nói, nhưng mà khi các bác giật khoảng 1-2 tiếng rồi thì tiện bắt đầu cá cứ vào lia địa đấy, thì đấy là muộn rồi đúng không. Nhờ khi đi câu em cứ thả ổ mồi xuống đó, thả mồi xuống là cá vào nhanh lắm. Nói chung là đi câu lục này cũng chẳng vội làm gì các bác, cứ thả ổ mồi rồi ngồi hút thuốc khoảng nửa tiếng là bắt đầu là mình ra cần cũng là vừa. Nên lúc đầu cá nó chưa vào ngay đâu, mày một lúc thính của mình nó tan nó mới đến. Bắn nó chắc mồi đã. Thế là một lúc là cá vào ngay mà. Vào đây. Đó. Còn phần này phần bó mồi của em này. Bó mồi này nó có cả cắm cá cơ. Rất là đậm đặc. Rất là dẻo. Mày là trường quả móng ngựa này, xem nay có ăn thua không này các bác này. Cá đóng vào cái con này đảm bảo là mất chạy. Hôm qua cay cú quá, qua cầu đường kia nó trượt 4 con cay cú quá, nay về phải chơi luôn quả móng. Không thể để chúng nó trượt nhiều được. Ngay. Ấy, con này to bác ơi. Ui, con này bự. Úi dồi ôi, con này bự anh em ơi. Ui, con này bự quá. Ôi các bác này, đồ vịt to chưa. Ui trời ơi, con này phải cân 1 cân. Ôi bự chưa các bác này, to bằng cả màn hình luôn, đã màn nhỉ, sợ đấy. Để có đồ phi, có đồ vịt to ai, đóng kinh thế kinh. Rồi nhìn móng ngựa đóng sợ xuyên thấu luôn, mất chặn quản lắm. Đóng khỏe lắm các bác ạ. Dễ tung là may vào tay. Này trên nằm xa rồi nha. Khiếp khủng tỏ. Rô phi. Còn lại đánh không mất tay ấy. Rô phi khiếp khủng tỏ như các bác này. Ui, bao nhiêu rô phi kinh tẩm chưa, to chưa. Anh em nhìn nhá. Đúng bằng bàn chân, nó bằng bàn chân của em luôn đấy. Dã man.
con này phải chụp cho nó kiểu ảnh. Kinh khủng các bạn, đây con rô phi cho em gầu to dã man này. Đúng rồi, bàn tay của em nó hãy còn nhỏ. Ôi giật con cá này sướng thế. Mỗi tội là cần lục nó cứng quá cho nó phát vít phát lên bờ luôn. Em mà đẹp, hàng này hàng đẹp luôn các bạn. Sướng thế nhỉ. Về về quá, ui to quá, con này về. Con này thái gỏi hoặc là làm gì các bác nhỉ, thằng hấp quá. Hấp thì ngon, con này hấp thì ngon. Ôi đừng dễ dễ, cho vào dọn vào canh an toàn nhất. Con này hấp được quá ngon luôn đấy. Ôi vào. Ôi vào chuông, to quá, ui to quá. Hèn hèn này hèn thế nhỉ, đâu có phi bự. To kéo các bác nhìn này. Chẹo cả cả cái lưỡi thì sợ được. Kinh quá, rô phi nó bự. Tiêu nhận được cái lưỡi móng ở tốt anh em này. Bình thường em mua cái khoảng lưỡi 50.000 ấy mà đóng con to, đa phần là cái đầu này của nó bị cong ngay. Đây. Mà con này nó không bị cong, nên nét cho các bác nhìn rõ nhé. Này coi, bình thường là cái lưỡi em mua 50.000 thì đóng con đấy là cái đầu này nó cong ngay, nhưng con này vừa thép này tốt đấy. Sướng thế nhỉ. Thì không mất mồi. Vẫn là cái quả huyền thoại không mất mồi, nhưng thôi cứ bóp thêm ít mồi nữa. Con đồ phí to thế. Bây giờ chép đang tầm điên đả, câu rất khó được chép anh em nhé. Mùa này câu rất khó được chép. Mùa này chơi câu thì rất là nhạy, nhưng mà cái tầm này mùa này chưa phải mùa câu chép. Đó. Quá đã luôn. Đồ đồ phi bự nó sướng hẳn người. Tô phi rô phi anh em này. Wow, con này bự đấy. Máu chảy khiếp quá. Đi, các bác nhìn máu chảy tắt nhà luôn. Giờ các em nữa cho vào giỏ nhé. Quá ngon. Nhìn con này máu rớt này, bự này bự. Nhìn con này máu rớt kinh chưa. Đó, sinh tạo.
đóng vắt sâu thật đấy, máu máu chảy máu rớt luôn, không phải máu nhỏ giọt. Kinh. Chạy đâu? Bây giờ thì mày chạy đâu? Con này khớ của nó đấy. À, gầy nhỉ? Cá ở đây gầy thật các bạn. Rồi cho nó mà dọ đã tính sau. Khớ của nó đấy. Dễ mà chúng tôi mà đọc. Ok. À, mày chết không? Đóng 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 à, đóng đóng đôi khi đôi khi đôi khi à, ui con này cũng to, con này to to. Bàn tay con này nói chung nó là bàn tay của nó đấy. Ồ, được của nó đấy, khiếp khủng chưa anh em ơi. Con này bụng nó tròn này, con này nó ăn bao nhiêu mồi của em. Ăn bao nhiêu mồi rồi, sợ thật. Đóng vào lục cái nó oảng luôn. Không chạy đâu là. Đây là em thứ tư vào dọa bác nhé. Lần thứ tư. Úi giời ơi. Bốn con này đã được bữa rồi. Chạy đâu?
chạy đâu con sâu. Nhưng mà chú đó anh em. Đóng lên pha chết nằm sàn luôn. Chạy đâu con sâu này. Hè hè, bỏ chú nó cho rõ thôi nhé. Cho nó rõ. Nói chung là quả bóng ngựa đánh ngon hơn cái nữa mấy cái nữa kia rất là nhỏ anh em. Đúng là tuyệt nào của ấy. Nữa chuyện đánh sắp bọt hắn rồi. Tiền nào của ấy thôi. Quả đẹp thế mà trượt nhỉ. Tăm băm băm nó xịt cái đó. Nóng rồi. Đóng quả tít mù anh em. Chú rô phi móc con này móc từ ngoài móc vào, con này móc từ nha, con này móc từ ngoài móc vào, con này móc từ trong. Anh nhìn chưa? Ôi giời. Hàng đẹp, hàng đẹp. Chui vào giỏ cho anh. Ủa, đóng rồi anh em ơi. À, hàng hàng rồi. Đóng phát bung. Bung vậy. Đấy, ừ, con này đấy, đấy chóc cái vậy. Không này càng dễ càng thì càng chết thôi em ơi. Đóng vào mồm này đau quá. Mấy con đóng vào lục lên chết năm sàn luôn. Năm chết năm sàn. Con này cũng là được của nó nhỉ, quá nhỉ. Khỏe lắm, con này thấy là bé bé người mình dậy nên là tương đối khỏe luôn đấy. Đấy em nhìn nhá, tươi chưa? Này có bữa rán rồi.
Ê, tí mất đi. Tí này mất. Này có bữa rán ngon rồi các bạn. Ui, giờ cái phịch lên phát nó so nó vẫn còn mồi. Đó, cái này mồi này em sẽ tái sử dụng luôn, cầu luôn. Không phải móc làm gì nữa. Không phải bóp mồi nữa. Đóng luôn. Ai con này to. Vừa đóng được hai em lên mặt nước nhưng mà nó bay vẫn được con rồi. Ui trời, con này. Con này vừa đóng được hai con luôn, hai con lên mặt nước hay là sao nó bay mất một con. Đã màn quá, rồi cái phịch phát em mọi người, con này to rồi. Nhấc thì có bay mất một con nữa. Mà con này cũng là to. Nói chung là con này cũng rất là to rồi. Đóng một phát vào bụng của con này. Ui giời. Chết giả, tí dậy chợt mất. Tí mất con hàng. Ngon. Chết tòi rồi bà ơi. Cầu con cá lên đứt sử rồi đấy bà. Khổ quá nhỉ. Không sao. Mấy cháu ngộ hút đồ vẫn còn keo con voi. Vẫn còn keo con voi. Ủa sao huyền thoại đi xem mà hình như 7-8 tháng đấy. Nghèo quá chứa tiền mua giáp đây. Ủa chắc thế nhỉ. Ui chắc quá các bạn. Thôi, tính xong cầu đã, ra không thì cuốn nổ nữa này. Cầu đã các bạn nhá. Rồi, về rồi các bác ơi, muộn rồi. Cái này cũng được khớ khớ đấy. Ai hả, cũng được mấy con bàn tay bự đó các bác này. Khớ khớ đấy. Này nào về được bữa ngon rồi. Nhưng hiệu con này to nhất các bác này. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhá. Em về đây, về cơm cháo đấy.